Cuối cùng rồi mình vẫn thế, có sao đâu. Khóc chi em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành để mai đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đâu, hơi đâu mà xót thương thân anh. Những ngày còn nồng ấn ái giữa đôi ta, giữa đôi ta bao nhiêu cách biệt trùng trùng. Người thì mộng một trời mây bay, người thì còn mãi trắng đôi tay. Nên anh đã biết được ngày này. Em ơi, anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lòng son. Anh không trách là em vội vàng, mà em ơi, anh chỉ trách em, trách em sao em không nói thật lòng mình. Sao em gian dối để làm gì? Hãy nhìn một lần sau cuối chén ly bôi, uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cũng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Sao em xem anh như một ga nhỏ dọc đường. Cuối cùng rồi mình vẫn thế, có sao đâu. Khóc chi em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành để mai đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đâu mà xót thương thân anh. Những ngày còn nồng ấn ái giữa đôi ta, giữa đôi ta bao nhiêu cách biệt trùng trùng. Người thì mộng một trời mây bay, người thì còn mãi trắng đôi tay. Nên anh đã biết được ngày này. Em ơi, anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lòng son. Anh không trách là em vội vàng, mà em ơi, anh chỉ trách em, trách em sao em không nói thật lòng mình. Sao em gian dối để làm gì? Hãy nhìn một lần sau cuối chén ly bôi, uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa.
tình nào rồi cũng đi qua. Một đường tàu biết mấy sân ga, sao em xem anh như một gã nhỏ dọc đường tàu biết mấy sân ga, sao em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Cuộc tình nào rồi cũng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga, sao em xem anh như một gã nhỏ. Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới ngày hôm nay. Hôm nay thì em đưa lên kênh một chiếc đài của hãng Sanio. Con này có mã là Sanio V8. V8 thì bên em chủ yếu là bán màu xanh. Còn lại là có màu bạc. Thì dòng V8 này nó có hai phiên bản. Một là V8 thường và V8 MK2. Nhưng con V8 MK2 thì rất ít gặp. Đấy, con V8 này thì giá của nó thời điểm mà mua ở trên trang nó cũng rất là đắt tiền. Giá giao lưu với các bác là mức giá là 7 triệu đồng trừ phí ship. Bác nào chuyển khoản bên em bao ship. Còn lại bác nào mà ở Hà Nội thì có thể đến tận số nhà 107Y, ngõ Việt Hà 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để mua và xem hàng. Các bác đến nơi thì sẽ được bớt 300 ngàn. Các bác lưu ý một điểm này, tất cả bên em bán sản phẩm ra là không cho các bác quay đầu sản phẩm khi các bác đã mua rồi. Trừ sản phẩm bị lỗi. Và bên em không có hàng để trả. Có một số bác thì sau khi mua sản phẩm thì dùng được khoảng tầm một thời gian thì nói là tôi không ưng sản phẩm này vì nó không được hay lắm, tôi không thích. Vì cũng xin báo cáo với các bác là bên em thì một tháng bán khoảng 30 cái đài, mà gặp 30 bác đều như thế thì thứ nhất là bên em không bán được. Vì thế nên em cũng nói rõ các bác hãy nghiên cứu thật kỹ trước khi mua sản phẩm. Là bên em bán là chỉ cho các bác đổi để nâng đời chứ không cho các bác trả lại hàng, là nguyên tắc. Đấy. Vì thế các bác lưu ý trước khi mua, trước khi chuyển khoản, trước khi quyết định mua. Thế còn lại là bên em là bán ship code toàn quốc. Bởi vì khi mà các bác đã chọn mua rồi, các bác nghe thời gian rồi, thì các bác so sánh với các sản phẩm khác thì các bác bảo cái này nó không ưng ý, mới không hay là nên các bác, vì thế các bác nghiên cứu rất kỹ lưỡng trước khi mua hàng. Bởi vì để tránh tình trạng mất thời gian của cả hai bên. Đây là em cũng xin chia sẻ thêm với các bác như thế để các bác nắm được. Thế còn lại là trường hợp mà bên em không có hàng để trả, hoặc là không bảo hành được thì bên em hoàn tiền. Thì hoàn tiền, thời gian hoàn tiền trong vòng là 40 ngày. Tính từ thời điểm lúc em nhận được hàng, bởi vì bên em chuyển hàng bằng hình thức COD của bưu điện thu hộ. Vì thế nên 80% là cái việc mà trả thanh toán tiền là qua bưu điện hết. Vì thế nên là các bác chưa đến kỳ hạn bác cứ đòi tiền là thứ nhất là không được. Đấy là em nói luôn, hàng đồng ý là lỗi, không có mặt hàng khác thay đổi thì bên em cho bác hoàn hàng để hoàn tiền. Nhưng từ thời điểm mà các bác hoàn hàng đến lúc hoàn tiền là 40 ngày. Nói rõ các bác để các bác nắm được nhá. Bởi vì có những bác là sau khi mà dùng một thời gian rồi thì bây giờ nhẽ là các bác lớn tuổi, bây giờ em lại bảo là không cho bác thế nọ thế kia thì nó rất phức tạp. Vì thế nên là em có những cái trường hợp đặc biệt cho hoàn hàng, nhưng kỳ hạn thanh toán là 40 ngày từ thời điểm lúc mà các bác chuyển hàng đến để em hoàn. Đấy, bởi vì cái đấy là không phải do lỗi bên em. Đấy. À, còn hình thức của chiếc đài thì V8 này thì em đã giới thiệu cho các bác rất nhiều trên kênh rồi. Thì chiếc này nó rất là đẹp. Đây ạ, màu xanh. Con này là màu xanh xanh đậm. Hình thức thì không có gì để chê cả, chất âm thì là rất là tuyệt vời. Đấy, con này có mức giá là 7 triệu đồng chưa còn phí ship. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ để sở hữu nhá. Hàng bên em bán là những hàng mua toàn bộ là đấu giá ở Nhật hết, vì thế nên là rất là đẹp chứ không bán hàng lỗi, hàng hỏng. Rồi, em sẽ chuyển sang các phần test tính năng của chiếc đài, sau đó thì sẽ để các bác thẩm âm cũng như là xem các phần hình thức test nhá. Em sẽ test phần radio cho các bác nhá. Tại Tuyên Quang, nơi quê hương cách mạng, vùng đất linh thiêng của mẫu Thượng Ngàn, chỉ cách Hà Nội 75 phút di chuyển hoàn toàn bằng cao tốc, công viên Thiên Đường là miền thành thơi, miền di sản, ôm ấp giấc ngủ ngàn thu cho các hương linh. Tọa lạc tại thế đất hình linh quy, công viên Thiên Đường sở hữu địa thế phong thủy vượng sơn, vượng hướng. Lưng tựa núi là trung điệp, mặt hướng suối ngọc hiền hòa. Với khuôn viên một phần kế thừa tinh hoa lăng tẩm triều Nguyễn và vẻ đẹp kiến trúc Á Đông,
hệ thống tiện ích dịch vụ đầy đủ tận tâm cùng quần thể các công trình tâm huyết. Phố nhỏ hẹp hay những làng chài với những ngôi nhà nhiều màu sắc. Cách dễ nhất để đi vòng quanh Procida là thuê một chiếc xe tay ga, xe đạp hoặc xe buýt. Bến cảng Marina Grande là nơi khách du lịch đổ bộ. Bến xe buýt chỉ cách vào bắt xe nên cũng dễ dàng bắt xe buýt đi khắp hòn đảo. Nơi đầu tiên du khách nên đặt chân tới là làng chài có từ thời Trung Cổ Carrusela với những ngôi nhà đầy màu sắc xếp chồng nhiều lớp và nhìn ra biển hết sức lãng mạn. Những con đường nhỏ lát đá men theo chiều dốc dẫn du khách đến từng ngôi nhà. Trong khi thăm thú, du khách sẽ được hòa mình vào bầu không khí của làng chài, chứng kiến cảnh người dân địa phương chế biến các món ăn từ các chiến lợi phẩm đánh bắt trong ngày, hay đi dạo trên các đường phố có những chiếc thuyền đánh cá đủ màu. Còn không có quảng cáo nữa cơ, nghe cả tháng thì chỉ có 50.000. Cậu có thể tải ứng dụng MyDio trên App Store hoặc Google Play về điện thoại, hoặc dùng trên máy tính bảng. Và đặc biệt có thể nghe ngay trên website mydio.vn. Mà tớ còn thích một cái là MyDio có nhiều tính năng hay lắm. Nào là hẹn giờ tự tắt này, điều chỉnh tốc độ nghe, chế độ phát theo ý muốn, chế độ nghe khi lái xe. Ứng dụng MyDio này xịn thế. Mình cũng đang dùng Viettel này, cậu hướng dẫn mình đăng ký đi. Cậu soạn tin nhắn theo cú pháp XNA gửi 5388 để đăng ký nhé. XNA gửi 5388 à? Mình đăng ký luôn đây. Cậu có sách gì hay không? Và MyDio giới thiệu cho mình luôn nhé. MyDio, kho sách truyện audio tin tức bản quyền lớn nhất Việt Nam. Truy cập ngay. Động lực để tụi con làm chương trình hơn nữa đó chú. Rồi, dạ. Cũng chúc các cháu này Phát Tài, Hồng Quyên, rồi Mỹ Vân rồi luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều. Và con cũng mến chúc chú sẽ có thật thật là nhiều sức khỏe chú nha. Và chúc chú nghe đài thật vui. Dạ, con chào chú. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với ca khúc Sau Lần Hẹn Cuối với phần thể hiện của Hồng Quyên và Dương Ngọc Thái. Thì được thuê bề rộng là 1 mét và ngang thì bằng với mặt nhà và phải đảm bảo lối đi cho người đi bộ. Tiến sĩ Đàm Ngọc Nghiêm có nhận xét như thế nào về những cái quy định này ạ? Liệu đã đủ đảm bảo chặt chẽ hay chưa? Thưa ông. Chương trình Chân Dung Nghệ Sĩ Á Châu xin chào các thính giả, đặc biệt là các chất âm tuyệt vời. Vừa rồi là các bạn đã lắng nghe chất âm cũng như là phần giới thiệu tính năng của chiếc đài, bao gồm có test cassette, test radio và phần quay hình thức. Và xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh xem em thuyết trình cũng như là giới thiệu sản phẩm. Sản phẩm trên có mức giá là 7 triệu đồng, chưa gồm phí ship. Sản phẩm trên bán được bảo hành 3 tháng, em đã thay dây cu loa bảo dưỡng phần cơ, chạy hoàn hảo có chức năng. Bên em chỉ bán hàng hoạt động hoàn hảo, không bán hàng lỗi các bác nhé. Về thế các bác lưu ý. Xin là kết thúc cũng như là dừng phần test và giới thiệu chiếc đài tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.